Chào cô chú anh chị và các bạn xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiển của em Nhi ha, ở Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre đem Nhi quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Mình lô mai giống, mai ghép giống dẻo như ý nè, tân châu bảy tạo nè, nhị ngọc toàn ha, nhị ngọc toàn cẩm thạch cô chú anh chị ha, cho cô chú anh chị mình sưu tầm về làm da lấy giống của cô chú anh chị ha, hoặc là mình mua về mình chơi tết cũng ok cô chú anh chị. Cảm mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho dùng em Nhi nha. Rồi không nói mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn em Nhi ha, để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi nha, chào cô chú anh chị giùm anh nha. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay đã đầy kênh em xin lưu cô chú anh chị lô mai giống nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được kênh ủng hộ em ạ. Vô kênh clip hôm nay mã số 1H01 cây dẻo như ý ạ. Rồi dẻo như ý á, hàng bao chuẩn giống hết luôn đúng không em? Dạ em sẽ báo hành giống cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi bao chuẩn giống báo hành giống nha. Nè. Quanh được 18. Rồi. Đang đi đọt cơ 2 nha. Cao 70. À. Ngang được 65. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình. Giá cái này là 600.000 nha. Rồi, trời cái này nếu cô chú anh chị mình ha. Mình muốn lấy bo của chú anh chị ha, là cực kỳ nhiều bo luôn cô chú anh chị ha. Để cho nó dạ. Già một xíu, còn dù cô chú anh chị mình muốn chơi Tết ha. Mình bấm ngọn giống như em vậy nè cô chú anh chị. Này dạ. Em mới bấm cái này mới bấm có mấy ngày nè cô chú anh chị ha. Này mới bấm vài ngày thôi mà nó lên đọt cái này thấy ham ha. Đó, mấy cái này đọt nè. Tròn tròn nha cô chú anh chị. Đó, mình bấm đại đi cô chú anh chị ha. Đó, nó ra cái dài cỡ này là dài lắm rồi đó. Nè. À, cỡ này là cỡ ba mắt bốn mắt lá là nó đã dài lắm rồi, mình bấm hết cho nó bung chèo ha, cái màu đầy tàn thì tết mới chơi tết ok nha. Rồi tiếp theo cây mã số 2H nha. Rồi một cây dẻo tân châu bảy tạo nha cô chú anh chị. Rồi, tân châu bảy tạo ha. Dạ. Cái này ghép được 2, 4, 7, 8 bo cô chú anh chị ha, này ghép được 8 bo. Dạ, hoành được 16. Rồi cao 57, tới ngang được 45. Rồi cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình, giá cái này chỉ 500.000 bao ship nha. Rồi, bảo hành giống luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 3H một cây dẻo tân châu bảy tạo nha. Rồi có đế cô chú anh chị ha. Rồi thăm số luôn đi em. Hoành được 17. Rồi cao 60, cái ngang 45. Rồi cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình, giá chỉ 550 bao ship. Rồi 550.000. Rồi tiếp theo cây mã số 4H một cây dẻo tân châu bảy tạo nha. Rồi cái này ghép được 6 bo ha. Quanh 15, cao 66, tới ngang được 65. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình, giá 600.000 luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 5H nha cô chú anh chị, một cây dẻo tân châu. Ủa cây một cây như ý nha, dẻo như ý. Rồi, cây có ghi tên đó cô chú anh chị, lúc ghép có làm dấu á cô chú anh chị ha, nên là không có lộn á cô chú anh chị ha. Rồi. Hoành được 18. Rồi. Cao 67. Tới ngang được 45. Cây dẻo như ý này em để cô chú anh chị gần xa mình, giá 500.000 nha. Rồi, để cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6H nha cô chú anh chị. Rồi. Một cây dẻo tân châu bảy tạo nha. Rồi. Hoành được 16. Rồi có cũ luôn ha. Cao 47, ngang được 48. Cái này đó cô chú anh chị gần xa mình, giá 500.000 luôn nha. Rồi đã đây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 7H một cây dẻo như ý. Rồi cái tàn xum xuê luôn cô chú anh chị ha. Hoành được 17. Rồi. Cao 63, tới ngang được 50. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình, giá cái này chỉ 600.000 nha. Ôi, cây quá đẹp luôn, quá to luôn cô chú anh chị, chỉ có 600.000 ha. Mà dạ. Cây này là mình dưỡng đây tới Tết mình cho bông ok luôn cô chú anh chị ha, bông chùm chùm rất là đẹp ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 8H nha. Rồi 8H là cây giống gì đem? Dẻo như ý. Rồi nguyên cũ luôn ha. Hoành được 17. Cái này ghép cũng khá là nhiều bo. Cao 50, tấn ngang 54. Rồi. Cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình, giá 500.000 ạ. Rồi 500.000 bao ship cô chú anh chị mình sưu tầm giống đã luôn cô chú anh chị ha. Đợi dạ. Cây. Rồi tiếp theo cây mã số 9H là một cây bảy tạo nha. Ủa như ý nha cô chú anh chị, dẻo như ý. Rồi, dẻo như ý ha. Có đề tên nha cô chú chị, hoành 14. Có đề tên đúc ghép nha cô cao chú anh chị. Cao 56, tấn ngang được 40. Nhìn mặt lá cũng mấy ha. Thì cái cô này... chú anh chị mình cứ an tâm sưu tầm đi ha. Em nó bao chuẩn giống ha. Dạ cái này em để cô chú anh chị gần xa mình, giá 500.000 ạ. Rồi tiếp theo cây mã số 10H là cây nhị ngọc toàn nha. Rồi toàn bộ là có ghi tên hết nè cô chú anh chị ha, lúc ghép nhà dùng ghi tên hết cô chú anh chị ha. Cái này ra tài xung xe đẹp cực kỳ luôn á. Rồi hoành được 18. Rồi cao 38, tới ngang 43. Dạ cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xa mình, giá 450 và cũng là cây cuối clip của em nha.
À, em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh nào ủng hộ em nha. Em xin chào và gặp lại. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.